quý vị, tối 6 tháng 4 năm 2023, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tại tỉnh Bình Dương và 4 đồng phạm có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bị tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến nay. Xuyên suốt nhiều tháng qua, con trai bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Quang Tuấn nhiều lần gửi đơn xin được bảo lãnh hoặc đặt tiền bảo đảm để bảo lãnh cho mẹ của ông. Do không được xem xét và chấp nhận nên gần nhất anh trai ruột của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Hữu Toàn gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để bảo lãnh cho bà Hằng được tại ngoại. Trước đó, khoảng tháng 2 năm 2023, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng có đơn cứu xét gửi văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung đề nghị không trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Theo đề nghị của ông Huỳnh Quy Dũng, tức ông Dũng Lò Vôi, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam. Về diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 4 đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng với vai trò giúp sức gồm: Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng; Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam; Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của chính cá nhân, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni là nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, ông Nguyễn Đức Hiển là phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bị can Đặng Anh Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, bị can Quân nhiều lần phát ngôn, bình luận cùng tương tác với bị can Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân. Ba bị can gồm Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân đã thực hiện lập các tài khoản mạng xã hội để đăng thông báo lịch phát sóng các buổi livestream và đăng các bài viết theo yêu cầu của bị can Nguyễn Phương Hằng, sắp xếp cốc máy quay, sân khấu để hỗ trợ bị can Hằng livestream, sử dụng máy tính, máy quay của Công ty Cổ phần Đại Nam để livestream các buổi nói chuyện của bị can Hằng và phát trực tiếp qua mạng xã hội YouTube, dẫn chương trình, đọc bình luận cho bị can này. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.